Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì rất là vui được gặp lại các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay mình lên đây, trước tiên mình cũng xin chúc cho các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé, công việc thật là hiệu quả. Thì hôm nay cũng như mọi khi thôi, thì mình lên đây để mình cũng chia sẻ với các bạn về xe máy cũ. Thì bạn nào mà đang có nhu cầu muốn hỏi hay là muốn biết thêm về xe máy cũ mà mình đang còn thắc mắc ấy mà chưa có hỏi giải đáp, thì các bạn cứ comment bên dưới nhé. Hôm nay thì Huy sẽ cùng các bạn để chúng ta sẽ cùng đi giải đáp các câu hỏi của các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 5 nhà 62 doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên đấy. Thì bạn nào đã mua xe nhà mình rồi mà còn nhớ đến mình thì chúng mình lên đây chào nhau một tiếng nhá. Bây giờ Huy sẽ đi tất cả các lần lượt các nhà xe để cho các bạn cùng xem xe nhá. Thì hiện tại bên này, trên này, tầng 5 này thì mình đang để các dòng xe ga thể thao này, các dòng xe số Yamaha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu từng loại một cho các bạn xem nhá. Thì bạn nào mà đang còn nhớ mình thì chúng mình lên đây chào nhau một tiếng nhá. Rất là lâu rồi thì hôm nay mình mới có thời gian để lên đây cùng livestream với các bạn. Thì cũng chúc cho các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi quay xe cho các nhà xem các bạn xem nhá. Đấy, hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 5 đây. Thì trên này mình đang để các dòng xe, để mình lau qua cái camera một chút để cho nó nét nhá. Các bạn chờ mình một chút. Đây, ok rồi. Đấy, trên này thì mình đang để các dòng xe Attila các bạn này. Đấy, bên này thì đang có các dòng xe Nvic này. Hiện tại thì mình mới mua được thêm vài chiếc xe Nvic rất là mới. Đấy, thì bạn nào đang có nhu cầu muốn hỏi về xe ga hay bất kỳ các dòng xe nào thì các bạn cứ comment bên dưới nhá. Hôm nay thì Huy sẽ đi trả lời lần lượt cho các bạn. Xin chào bạn Trần Đức Hạnh nhá. Xin chào anh Trần Đức Hạnh. Đấy, trên này mình đang mới về một chiếc xe mới đi như này các bạn này. Đấy, rất là nhiều cái dòng xe Novo LX này. Đấy, PP6 đây các bạn nhá. Đây là PP6 đời 2011-2012 đây. Xin chào anh Hạnh nhá. Anh Hạnh mình chắc là anh Hạnh đã từng đến đây rồi anh Hạnh nhờ. Đây, trên này thì mình đang có để các dòng xe Nvic một mình trước này nó rất là mới các bạn này, đời 2018 đây. Màu phiên bản đen sần, phiên bản 155 phanh ABS các bạn nhá. Bên mình đang niêm yết là 42 triệu. Đấy, nhưng bạn nào ưng thì có thể qua xem chiếc xe này, mình sẽ bớt giảm giá nhiệt tình các bạn nhá, chỉ còn 41 triệu thôi. Đấy, rất là mới các bạn này. Cảm ơn anh Hạnh nhá. Cảm ơn anh Hạnh đã quan tâm. Đây, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một vài chiếc xe 125 Nvic 2019 đây các bạn này. Bên mình đang bán là 36 triệu 500. Biển 29H1 các bạn này, 29H1 và 29D2 này. Đấy, rất là mới. Đời 2019 các bạn nhá. Đây. Nhưng mình nhìn thì chắc là chiếc này với là chiếc đời 2019 này rất là mới các bạn này. Đấy. 18 và 19 nhá. Anh Hạnh là anh mua mới đổi NVX sang SH. À, em nhớ anh Hạnh rồi. Anh Hạnh đổi chiếc xe NVX biển 15 đúng không anh Hạnh? Đấy, màu đen sần đây, chiếc xe biển 15 của anh Hạnh vẫn còn đây ạ. Biển số 15K1-33563 đây. Đấy, em vẫn mua nó vẫn đang còn anh Hạnh này. Đây, để em quay cho anh Hạnh xem. Bây giờ thì nó bên em đã làm đẹp rồi. Xin chào 21 bạn đang xem nhá. Có bạn nào trong buổi livestream này có câu hỏi nào cần đặt ra, các bạn cứ comment bên dưới nhá. Thì Huy sẽ cùng đi giải đáp cho các bạn. Đây, giờ trên này mình đang để cả các dòng xe Jupiter. Đấy, rất là vừa phải giá tiền, chỉ khoảng tầm trên dưới 10 triệu thôi. Cái này cả Pacy này, Novo này. Đấy, và đặc biệt có một chiếc xe Candy đời 2016 các bạn nhé, màu trắng. Vâng, đúng rồi anh Hạnh ạ. Đây, em quay lại cho anh Hạnh xem nhá. Đây, chiếc xe biển số 15K1 đây, của anh Hạnh đây. 33563, em nhớ mà. Đây, mình quay thêm vài cái dòng xe tiêu biểu. Hiện tại mình có một chiếc xe 2XT này. Có bạn nào thích 2XT mà giá vừa phải tiền, chỉ tầm dưới 10 triệu các bạn nhé. 30N1 này, 8093 chỉ dưới 10 triệu nhưng đi rất là tốt các bạn ạ. Xin chào 35 bạn đang xem nhá. À, hiện tại mình giới thiệu thêm một chiếc xe Attila FI màu đỏ các bạn nhá. Hiện tại chiếc xe này đi rất là tốt các bạn này, màu đỏ các bạn này. Đây, mình sẽ quay tổng thể xe các bạn xem rất là đẹp. À, bên mình đang chỉ niêm yết 12 triệu 800 thôi. Đây các bạn nào ưng thì mình bớt nhiệt tình cho nhá. Chỉ còn 11 triệu 800 các bạn này. Biển số 29K1 nhá. Đời 2012 các bạn ạ. 18520. Máy êm lắm các bạn ạ, máy phiên bản FI. Cốp rất là rộng nhá. Đấy, nó rộng tương đương với chiếc xe Lít luôn. Đây, mình sẽ mở qua cho các bạn xem nhá. Đây, chiếc xe Attila FI này, nếu mà bạn nào muốn mua để chở đồ nhiều thì có thể chọn chiếc xe này. Giá rất là hợp lý. Xin chào bạn Kiều Việt Độ nhá. Xin chào bạn Kệ. Xin chào bạn Dương Trung Nguyễn. Có con SH nào tầm 60 triệu quay đầu không anh? Ok bạn Dương nhá, thì tí nữa mình sẽ xuống nhà 52 mình quay cho các bạn xem bạn Dương nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi lần lượt từng nhà xe nhé. Thì hiện tại trên này mình đang để các dòng xe ga thể thao và các dòng xe vừa tiền thôi. Thì tí mình sẽ xuống nhà 52 mình quay SH cho bạn xem. Xin chào Việt Điều Độ nhá.
NVX155 biển Hà Nội đời 2018 giá bao nhiêu anh? Đây Việt điều độ ơi, mình đang có một chiếc xe 2018 đấy, Việt điều độ này, 155 phanh ABS phiên bản đen sần nhá. Để cho Việt điều độ là 41 triệu nhá. Đây 41 triệu đời 2018 này, phanh ABS màu đen sần, bạn Việt điều độ nhá. Xin chào bạn Kệ, quay báo giá một vòng xe số đi anh ơi. Ok bạn Kệ nhá, thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể cái nhà xe này xem có anh em mình nào thích con nào. À hiện tại mình có chiếc xe giấy XAT này, chỉ có 7 triệu rưỡi các bạn này. Bạn nào trong buổi livestream này ưng chiếc xe này mình để cho các bạn 7 triệu rưỡi này, 30P24552 này. Chiếc xe này đi còn tốt hơn xe tàu nhiều và giá hợp lý lắm, chỉ có 7 triệu rưỡi thôi các bạn nhé. Đây giấy XAT đây còn rất là mới các bạn này. À, xin chào Lý Tranh nhá, Lý Tranh lên tầng 5 tiếp tục công việc nhá. Xin chào Quang Việt nhá. Có xe cúp rẻ không anh? Có luôn bạn Quang Việt nhá, để tí mình sang bên nhà 64 mình quay bạn cho bạn cúp bạn xem nhá. Xin chào Lạc Danh nhá. Đây có một chiếc xe Novo 6 đây nào Lạc Danh ơi. Đây Novo 6 màu trắng này, biển số 98E1 này, 29971 các bạn ạ. Đấy bên mình đang bán chỉ 19 triệu mấy trăm thôi, rất là mới đây. Xin chào Trần Đức Hạnh. Bạn nào mua NVX thì lấy. Ok anh, cảm ơn anh Hạnh nhá. Em cảm ơn anh Hạnh nhá. Đây là chiếc xe NVX của anh Hạnh đây ạ. Đây đây là chiếc xe NVX của anh Hạnh đây, 15K1 đây, 33563. Xin chào Quang Việt, cảm ơn Việt nhá. Xin chào Quốc Anh. Có Sonic hay Satria không anh? Quốc Anh ơi, Sonic và Satria thì hiện tại bên mình không còn, bạn có thể để lại số điện thoại nhá. Có chiếc xe nào mới về thì mình sẽ điện cho Quốc Anh nhá. Xin chào bạn Lạc Giang nhá. Đây để mình sẽ quay tổng thể các nhà xe các bạn xem. À đấy mình giới thiệu thêm một con Zim lùn này, mình mua này này, máy Zim đấy. Các bạn này, có chiếc xe Zim lùn biển Hà Nội nhá. Máy nguyên bản luôn các bạn ạ. Đây biển số 29 H9 4549 đây. Bên mình đang bán là 9 triệu rưỡi các bạn ạ. Máy nguyên bản luôn mà rất là tốt. Nếu bạn nào đồ đạc riêng nguyên bản theo xe nhá. Bạn nào muốn mua về để chở hàng hay là mua để về để đi gọi là bền bỉ thì có thể chọn chiếc xe này nhá. Ok bạn Kiều Đức Xai nhá. Tí nữa mình sẽ xuống quay Xai cho các bạn xem. Xin chào tên không. Đây là anh em. À đây có thêm chiếc xe này mình quảng cáo cho anh em, chiếc xe xác giống như SH này các bạn này. Con này mình bóc đi lông ra mới lắm đây này. Bên mình đang chỉ niêm yết là 15 triệu đây. Các bạn nào ưng thì để cho các bạn 14 triệu nhá, rất là mới các bạn này. Xin chào Lạc Giang nhá. À Lạc Giang ơi, đời Novo 6 thì đời 17 18 thì bên mình không có các bạn Lạc Giang ạ, mà đời đấy thì nó chỉ ra NVX thôi. Lạc Giang nhá, 17 18 là nó ra NVX rồi các bạn ạ. Xin chào 82 bạn đang xem nhá. Bây giờ mình mời anh em mình xuống tầng 4 đi. Xuống tầng 4 xong rồi anh em mình đi xem Liberty nhá. Liberty với LX về bên mình để nhiều lắm các bạn ạ. Đấy xin mời toàn thể anh em mình xuống tầng 4 nhá. Đây mình đi bộ cho nó đỡ tốn điện vậy. Xin chào Dương Trung Nguyễn. Em ở xa bên anh có chuyển được không? À có bạn Dương Trung Nguyễn nhá. Bạn có thể vào website là xemayhoangkien.com nhá. Nếu bạn ưng chiếc xe nào có thể comment mình sẽ đặt mình sẽ liên hệ và mình sẽ gửi xe cho bạn nhá. Đây các bạn này, mình đang ở tầng 4 này thì trên này mình đang để các dòng xe lợi ích rất là nhiều này. Đấy. Đây các bạn ạ, đây tầng 4 mình đang để các dòng xe Liberty đây. LX3V rất nhiều. Long Thần muốn hỏi Novo bao nhiêu tiền? Long Thần ơi, Novo thì dao động từ tầm 3 triệu đến khoảng tầm 20 triệu bạn Long Trần nhá. Long Thần. Đây các bạn này mình sẽ quay Liberty cho các bạn xem nhá. Bên mình gần 1.000 xe cơ, để tận 5 nhà xe nhiều lắm các bạn ạ. 5 tầng xe. Đấy bên kia là mình có 2 nhà xe nữa. Đây là Liberty các bạn này, dòng IE3V đủ hết này, biển số đây các bạn này. Đấy. Mình sẽ quay công khai cho các bạn xem. Đây hiện tại mình có chiếc xe này rẻ lắm này, 29D1 này, 56122 này, chỉ hai mấy triệu luôn các bạn ạ, 3V luôn. Bản đặc biệt vàng chanh. Đấy. Trong này thì mình đang để các dòng xe Liberty. Có bạn nào muốn mua LX rẻ thì có thể qua xem chiếc xe này nhá. Mình để cho anh em mình 13 triệu thôi, mới lắm các bạn ạ. 150 tới 209 này, 10 gì đấy. Đấy 150 luôn, máy chất, máy zin các bạn nhá. Để cho các bạn 13 triệu thôi. Đấy. Biển số đây, anh em mình quay lại biển số các bạn xem cho bạn nào ưng thì lên trước đấy chiếc xe này nhá. 30K6 này, 9850 các bạn ạ. Đấy, rất là mới, chỉ 13 triệu các bạn nhá. Xin chào Hoàng Hiếu. Xin chào Tân Nguyễn nhá, có Jeep bạn nhá, có Xai luôn. Đấy, anh em mình hỏi xe gì mình cũng có tùy ấy thôi. Để tí mình xuống mình sẽ quay cho anh em mình xem nhá.
Xin chào 102 bạn đang xem nhá. Xin chào 100 bạn đang xem. Đây là mình vào đây mình quay các bạn xem các dòng xe LXPDT bên mình này. Đấy, mình sẽ đi từ từ lần lượt các nhà xe để cho anh em mình xem nhá. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình xuống cái tầng 3 để mình xem Exciter và Winner nhá. Dưới đấy thì chắc là rất là nhiều bạn đang mong muốn xem các dòng xe đấy. Thì mình sẽ xuống để quay cho các bạn xem. Xin chào bạn Takira Genji nhá. Đây để mình sớm mình sẽ quay cho bạn Takira Genji xem Exciter và Winner. Đây, anh em mình chịu khó đi bộ với mình một tí nhá. Đây các bạn ạ, mình đang ở dưới tầng 3, có mặt tại tầng 3 nhà 62 đây. Trong này thì nó hơi tối thì mình các bạn chờ mình một chút nhá, mình sẽ bật điện lên cho các bạn. Đây các bạn ạ, mình đang ở tầng 3 đây. Rất là nhiều cái dòng xe Exciter Winner các bạn này. Đấy, để mình bật điện lên cho nó sáng nhá, cho anh em mình nhìn nó rõ. Đây trong này thì mình để các dòng xe 135 các bạn nhá. Xin chào bạn Việt Long nhá. Để tí mình sẽ quay cho Việt Long xem. Để mình bật cái điện lên này đã. Đấy, ok rồi, sáng rồi. Xin chào vợ là Nhất, xin chào An Nguyễn nhá. Yên tâm, ok để tí nữa mình sẽ xuống quay cho bạn An Nguyễn xem quay nhá. Đây hiện tại mình đang ở có mặt tại tầng 3 đây. Trên này mình để các dòng xe Exciter đời mới, đời 2018, 19, 17 này rất là nhiều các bạn này. À, đặc biệt nuôi có mình vừa mua cho xe 2016 nhá. Bạn nào ưng thì qua đây mình để cho bạn 30 triệu 500 thôi các bạn ạ. 2016 mới lắm, màu trắng. Xin chào bạn Nguyễn Sơn. Xin chào Nguyễn Sơn nhá. Máy móc phụ kiện có nguyên zin không ạ? Yên tâm Nguyễn Sơn nhá, bên mình sẽ có bảo hành cho bạn là máy móc nguyên bản nhá. Xe không tai nạn, đâm đụng ngầm nước và bảo hành cho mình là máy là 1 năm nhá. Quy điện là 6 tháng các bạn ạ. Và trong vòng 7 ngày nếu mình đi mình không ưng xe thì các bạn có thể đổi xe mới nhá. Bên mình sẽ không tính khấu hao, cũng không trừ tiền trong vòng 7 ngày các bạn ạ. Đấy còn về an ninh nguồn gốc xe thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trọn đời. Đấy hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 3 này. Tầng 3 mình đã để cho các dòng xe Exciter rất là nhiều này. Và đặc biệt có một chiếc xe phiên bản kỷ niệm 20 năm của Exciter đây. Đời 2019 các bạn này, rất là mới này. 29i7 46254 này. Bên mình đang niêm yết là 44 triệu các bạn nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể cho anh em mình xem xe này. Xe mới đi mấy nghìn cây thôi nhưng mà rất là mới các bạn ạ. Đây rất là mới các bạn này. Đấy. Đẹp không tì vết luôn. Và bên mình đang niêm yết là 44 triệu. Nhưng trong buổi livestream ngày hôm nay mà bạn nào ưng thì bên mình sẽ bớt cho các bạn 1 triệu luôn nhá. Xe đầy đủ 2 chìa khóa này, định vị các bạn này. Xe rất là mới. Đây mới đi có 5532 cây thôi các bạn ạ. Đây phiên bản cao cấp nhất nhá, bản kỷ niệm 20 năm các bạn này. Đây mình sẽ quay các bạn này, bản kỷ niệm 20 năm này các bạn. Đấy rất là mới các bạn ạ. Đấy đảm bảo các bạn là nguyên zin 100% nhá với chiếc xe này. Xin chào bạn Hoàng Hiếu nhá, xin chào Kiều Đức Xai. Chiếc xe này mình đang bán là 44 triệu Kiều Đức ạ. Đức mà xem ok thì mình để cho Đức 43 triệu Đức nhá. Xin chào bạn, xin chào Khánh nhá. Khánh dạo này mất tích đâu rồi đấy Khánh ơi. Xin chào Thanh Trung. Xin chào Thanh Tùng nhá. Hôm nọ vào không được xuống xem nhỉ, tiếc quá. Ok bạn Thanh Tùng nhá. Hôm nay các bạn có thể qua đây đổi cho xe này Thanh Tùng nhá. Nếu mà bạn ưng chiếc xe này có thể qua đây đổi các thêm các bạn nhá. Xin chào Nguyễn Văn Tâm nhá. Xin chào tên không. Đây chiếc xe này rất là mới các bạn này. Con này mình mới về đấy. Bạn nào mà đang muốn mua bản kỷ niệm 20 năm mà muốn mua xe mới thì cứ qua đây xem chiếc xe này nhá. Ưng luôn. Đấy như mới các bạn ạ. Đẹp lắm. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem này. Đấy. Bản đời mới thì lốp nó đã được nâng cấp lên nhá này, lốp to các bạn này. Đấy nó được nâng cấp lên so với phiên bản đời cũ nó sẽ to hơn các bạn này. Đấy nó to hơn để nó có tác dụng là để giảm thiểu nhược điểm của Exciter là giảm tốc sức yếu nhá. Xin chào Khánh đi trốn nợ ở Khánh. Xin chào Duy Lương. Có con nào 2X không? 2X thì hiện tại bên mình chỉ có biển tỉnh thôi bạn Duy Lương ạ. Thì hiện tại bên mình lại chưa có rồi. Nếu mà để mình xem có chiếc xe nào thì mình báo Duy Lương luôn nhá. Xin chào bạn Tưởng Trần nhá. Xin chào Taki Genji. Ok. Xin chào Nguyễn Công Huy nhá. Xin chào Thế Tùng. Bạn Taki Genji ơi, Exciter đời 2018 thì hiện tại mình có một chiếc xe biển 35 này. 35B2 45611 này, biển đẹp này, biển tiến luôn này. Đấy 456 luôn các bạn ạ. Đấy Exciter này thì bên mình đang niêm yết đời 2018 nhá. Đời 2018 mình đang niêm yết là 35 triệu. Đấy nhưng bạn nào ưng thì mình để cho các bạn là 34 triệu nhá. Bạn Duy Lương cố lên một chút nhá. Có thể lấy chiếc xe này này, màu phiên bản màu đen sần các bạn này. Đấy 34 triệu thôi, rất là mới này.
Xin chào Thế Tùng nhá. Xin chào Nguyễn Công Duy, xin chào bạn Tạ Quang Thảo. Có AB218 bạn nhá, thì tí mình sẽ xuống quay cho các bạn xem nhá. Có quay 110 rất là nhiều nhá, quay 110 thì bên mình bán dao động từ khoảng tầm 13 các bạn ạ. Tầm 13 đến khoảng tầm 17 18 triệu các bạn ạ, tùy theo đời xe và chất lượng Thế Tùng nhá. Đây mình sẽ quay các bạn xem tổng thể này. À trong này mình để cả Winner các bạn này. Đấy, có anh em nào muốn xem Winner không nhỉ? Winner mình đang có một chiếc xe đời 2019 này, rất là mới này. Đây các bạn này, đời Winner màu đen sần 2019 mảnh vàng các bạn này, rất là mới. Chỉ trên 30 triệu thôi. Rất là mới các bạn nhá. Xin chào bạn mải chơi quên lớn nhá. Exciter 150 giá thế nào giúp? À bạn mải chơi quên lớn đó thì Exciter thì bên mình bán giá dao động khoảng tầm từ 30 triệu nhá. Tầm 22 nếu mà xe bình thường thì khoảng tầm 26 27 là mình có rồi, nhưng mà đến nó dao động khoảng tầm từ 27 đến khoảng tầm hơn 40 triệu một chút bạn ạ, tùy theo phiên bản và chất lượng bạn mải chơi quên lớn nhá. Xin chào Khánh. Bây giờ xe của em bên anh nhập lại được bao nhiêu? Khánh cứ mang qua cho Khánh nhá, anh mua hết giá cho Khánh nhá. Xin chào Kiều Đức nhá. Exciter đời 29 đồng giá 40 triệu hết rồi anh. À, Đức ơi, Exciter thì cũng tùy theo chất lượng và phiên bản nhá. Đức Kiều Đức nhá. Thì cũng con nào ngon thì đây này, như con này là anh để cho Đức khoảng tầm 43 thôi Đức này. Đấy 297 này, 46254 Đức này, rất là mới này. À, xin chào bạn Phương Nguyên nhá. À, cửa hàng mình ở bên địa chỉ là 52 Chùa Hà Cầu Giấy các bạn nhá. 52 Chùa Hà Cầu Giấy. Còn website bên mình là xemayhoangkien.com nhá. Các bạn có thể vào website bên mình để tham khảo xe trước nhá. Từng dòng xe và từng giá cả xe một mình đều có đăng trên đấy đầy đủ hết rồi nhá. Đấy, ngoài này có một chiếc xe biển 36 rất là mới các bạn này. Con này nó độ tiền độ nhiều hơn tiền xe đây. Đây anh em nào dân chơi thì đợi mấy ngày nữa, nếu mà chiếc xe này người ta không đến lấy thì mình sẽ để lại bán, đăng bán cho anh em nhá. Đây hiện tại mình có một chiếc xe này rất là mới các bạn này. Đấy, Exciter nó độ chất luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Độ không còn nhìn thành Exciter luôn. Độ từ A đến Z luôn. Còn mỗi một vỏ cũng làm hết rồi các bạn ạ. Xin chào mải chơi quên lớn. Có luôn mải chơi quên lớn ơi. Hiện tại anh vừa mua được một chiếc xe đời 2016 biển Hà Nội nhá. Màu trắng đỏ mải chơi quên lớn ạ. Mải chơi quên lớn ưng thì qua xem anh để cho 30 triệu mải chơi quên lớn nhá. Anh vừa mua xong. Xin chào Tạ Quang Thảo. Ok, để tí mình xuống tầng 2, tầng 1 để mình quay lết cho bạn Tạ Quang Thảo xem nhá. Thì bây giờ để mình quay cho anh em mình xem các dòng xe ở trên này trước đã. À anh em mình muốn xem cái xe tơ biển 19 ở đây, có luôn. Đây bạn mải chơi quen lớn này. Cái xe tơ biển 19 C1 này, 31015. Không biết là chiếc xe này còn mình có đặt cọc không nhờ, để mình kiểm tra lại cho các bạn nhá. Hiện tại thì trước thì có anh đặt cọc rồi, nhưng mà không biết là người ta lâu lâu người ta chưa lấy rồi, thì xem mình xem có còn không nhá. Đây mải chiếc quen lớn chơi mình một phút nhá. Có đờ gem bạn kiên lê nhá. Để tí mình sẽ xuống nhà 64 mình quay cho bạn xem đờ gem nhá. Đây các bạn chờ mình một chút. Để mình kiểm tra báo giá xem là cái chiếc xe biển 19 này còn không nhá. Đây anh đang quay con 19 cho bạn mải chiếc quen lớn xem đây. Đây mà chơi con lớn chờ mình một tí để mình xem cho xe này đã hết là cọc chưa thì mình sẽ báo giá yêu thương để cho mà chơi con lớn đến hốt luôn nhá. 31015 biển 0407 luôn. Ôi con này nó vẫn còn đặt cọc mà chơi con lớn á. Con này hiện tại anh đang bán là chỉ có 35.800.000 thôi mà chơi con lớn á. Đấy 35.800.000 nhưng mà chơi con lớn để lại số điện thoại nhá. Khoảng tầm tí anh livestream xong anh kiểm tra lại xem là xe này đã hết cọc chưa nhá. Thì có gì anh sẽ báo lại mà chưa quan lớn nhá. Xin chào bạn Ngọc bé nhỏ. Sachia hiện tại bên mình không còn bạn Ngọc bé nhỏ ạ. Xin chào và cảm ơn 272 bạn đang xem nhá. Đây mình sẽ mời các anh em mình xuống tầng 2 đi. Tầng 2 mình sẽ xem các dòng xe Lead và Vision nhá. Thì anh chị nào mà đang muốn mua xe A, Lead và Vision thì các dòng xe Click nhá. Thì mình sẽ mời các anh em mình xuống xem nhá. Xin chào Mạnh Dũng nhá. Chiếc xe đấy mình đang bán là 35.800.000 nhá, biển 19 các bạn ạ. Xin chào Xí Hùng. Xin chào mải chơi quen lớn. Xin chào Hoa Sứa nhá. Đây là này, anh em mình đi thang để mình tắt hết điện đi cho xong anh em mình xuống tầng 2 nhá. Đây các bạn chờ mình một chút nhá, để mình tắt hết điện đi. Mình tiết kiệm điện các bạn ạ.
cho các thế hệ sau này. Đây nó hơi tối một tí thì anh em mình thông cảm nha, mình đi cố đi với mình một chút thôi, nó hơi tối một tí. Xin chào bạn Hoa Sứa nhé. Đây hiện tại mình đang có mặt tại tầng 2 là mình thấy một chút ánh sáng lẻ loi rồi. Trong này thì phải bật cái điện cầu dao lên cơ. Đây các bạn chờ mình một chút nhá. À đây là mình review cho anh em mình xem con LED đời 2011 chất lù này. Chất như nước cất luôn. Xin chào bạn Nguyễn Trung Kiên nhá. Đây hiện tại là mình đang có mặt tại tầng 2 nhà 62 đây. Trong này thì mình để các dòng xe AMOLED này, các dòng xe Vision Click rất là nhiều các bạn này. Đấy, bên này là các là dòng LED Vision đời mới đây các bạn này. Đấy, LED đây. Vision đây. À, nếu đổi sang Inter. À, mà chiếc con lớn ơi thì em cứ mang xe qua anh sẽ định giá nhá, anh phải nhìn thực tế cơ. Mà chiếc con lớn ạ, à, còn dao động nó khoảng tầm trên 10 triệu thôi, mà chiếc con lớn nhá. Đây anh em mình sẽ review cho anh em mình xem một chiếc xe, bạn nào mà đang muốn mua một chiếc xe AMOLED đời 2010-2011 này. Form bé này mà chất lượng xuất sắc thì có thể qua xem chiếc xe này nhá. Mình quảng cáo cho anh em mình xem luôn, chiếc xe này ngon lắm này. 29V3 13428. Con này Hà Nội chắc là hơi hiếm này các bạn ạ. Máy căng đét, đồ sơn zin đét. Con này nó mình nhớ là mua về bóc đi lông ra mà. Mà giá lại còn yêu thương nữa. Mình đang niêm yết là 27.200.000 nhá. Bạn nào ưng thì qua đây mình để cho các bạn là 26.200.000 mới lắm các bạn ạ. Xin chào Lục Cao Phong nhá. Đấy, chiếc xe này là có gần như là hàng hiếm đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhớ biển số nhá, 29V3 này 13428 này. Bạn nào mà ưng thì qua đây xem chiếc xe này nha, mới lắm các bạn này, đi ngon lắm. Đấy. Xin chào Tạ Quang Thảo nhá. Em đang quan tâm AB2010. Ok. Đây Tạ Quang Thảo ơi, mình giới thiệu cho Tạ Quang Thảo xem chiếc xe này nhá. Đến một phát là ưng luôn, yêu luôn này. 29V3 13428 để mình quay anh em mình xem này. Con này 2010 bình thường nó chỉ 2010 thôi, nhưng mà con này nó đặc biệt cái là nó sang được sản xuất 2011 các bạn này. Đây để mình quay cho anh em mình xem là đây không? Sản xuất năm 2011 này. Đấy. Tạ Quang Thảo thấy không? Để mình quay cho chiếc xe này nha. Máy êm lắm các bạn ạ. Nổ lên như ru ngủ luôn. Căng đét đẹp. Đây Tạ Quang Thảo nhá, để mình quay cho Tạ Quang Thảo xem nhá. Xin chào anh Toàn Lê nhá. Xin chào Nguyễn Sĩ Khánh. Đấy mình quay cho Tạ Quang Thảo xem tổng thể các xe này nhá, để mình quay đầu cho anh em xem này, mới lắm. Con này thì anh em nào mua được đi mít mua với hỏng được. Đây các bạn này. Đấy. Người không? Con màu trắng ở ngoài này, không con màu trắng ở trong luôn nhá. Đấy, xin chào 843 anh em mình đang xem nhá. Đấy, chiếc xe này rất là mới các bạn này. Đấy. Yêu thương chưa? Bạn Tạ Quang Thảo nhá, để ý chiếc xe này nhá. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin chào anh Toàn Lê. Có X125 không bạn? Ở tí mình chúng mình quay cho bạn xem nhá. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Khánh nhá. Xin chào kệ. À con này đi chuẩn chỉ hơn 2 bạn một tí thôi kệ ạ. Con này đi chuẩn hơn 2 vạn thôi, máy chất lắm. Đây mình nổ máy anh em mình nghe này. Máy căng đen đẹp luôn. Con này đây mình nổ máy này. Các bạn thấy không? Nghe tiếng máy là thấy muốn BMW rồi đúng không? Đây Thảo ơi, Thảo nghe tiếng máy này. Thấy không? Êm như ru ngủ luôn Thảo ạ. Xin chào Hoàng Đức Thuận nhá. Con LED này mình đang bán cho bạn, các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay là 26.200.000 các bạn nhá. Xin chào Hồ Tâm. Con này ngon lắm bạn ạ. Máy zin đét sơn xin nhựa bóc ni lông ra còn mới lắm các bạn ạ. Đấy mình quay anh em mình xem này. Đấy con này là hàng hiếm đấy. Đấy quảng cáo cho anh em mình thế thôi để anh em mình biết nhá. Lúc nào qua đây xem cứ ngắm con đấy là xem luôn. Đây để mình quay cho anh em mình xem thêm vài chiếc xe ở ngoài này lít và Vision nhá. Mình mới mua con 2018 mới lắm. Màu xanh ấy. Ni lông cả xe luôn các bạn ạ. Đây anh em nhìn này. Chiếc xe 29K1 này 73928 các bạn nhá. Đấy mình quay anh em mình xem chiếc xe Vision đời 2018 mới đét này. Xe đi 5.000 cây, quay nhựa đầy đủ, option đầy đủ nhá. Option đầy đủ các bạn ạ. Đấy. Đầu rất là đẹp con này. Bên mình đang niêm yết là 31.800.000. Đấy nó hơi đắt đúng không? Các bạn nghe cảm thấy đắt lắm đúng không? Đấy nhưng mà trong buổi livestream ngày hôm nay thì anh em nào ưng thì để cho anh em mình là 30.600.000 nhá. Giá tình yêu này, không thể tình yêu hơn này. 30.600.000 các bạn ạ. Đấy đời 2018 xe mới cứng luôn. Đấy, xin chào bạn Thuận nhá. Xin chào Đỗ Hải Ly. Đây còn bên này là mình để các dòng xe Vision và Lead này, các bạn này, rất là nhiều. Lead đời cũ đời mới có hết các bạn nhá. Anh em nào đang muốn mua biển tỉnh thì có thể xem qua xem bên mình rất là nhiều biển tỉnh đời mới các bạn ạ. Đây là mình quay cho anh em xem. Hà xin chào bạn Hoàng Hà Linh. À, con AMB màu đồng. Ok. Đây rồi.
Mình đang bán chiếc xe này có 32.800 các bạn này. Lít biển 18C1 này. 26314 các bạn này, mới không? Đấy. Để mình quay cho anh mình xem hết các dòng xe bên mình nhá. Tình thương của mẹ. Có bạn nào đang có hỏi nào đặt ra này, các bạn cứ comment bên dưới nhá. Hôm nay Huy sẽ đi tuần lượt các nhà xe để giải đáp cho các bạn nhá. Đây này, mình quay xe, mình tìm xem có xe nào tiêu biểu để mình quay cho anh em mình xem nhờ. Đấy. Trên này thì có dòng xe Jeep này, Vision này, Lead này. Đây, có anh em đặt ra câu hỏi thì bạn cứ comment bên dưới nhá. Xin chào 92 bạn đang xem nhá. Có bạn nào đang còn nhớ mình không nhờ, mình tên tự giới thiệu lại nhá, mình là Huy nhá. Có bạn nào đã mua xe của mình rồi hay là đã đến với mình rồi thì hôm nay chúng mình lên đây chào nhau một tiếng để chia sẻ một chút nhở. Xem bạn nào còn nhớ mình không, xem cái xe của mình bán cho các bạn đi còn tốt không, hay là nó kém hay là nó như thế nào, để các bạn cứ lên đây chia sẻ nhá. Xin chào bạn Việt Long nhá. Ok, để tí mình sang nhà năm mai mình quay hát cho bạn Việt Long xem nhá. Xin chào Kiên Lê. Ok luôn rồi. Xin chào bạn, xin chào chị Hồ Tâm nhá. Bên em nhiều lít lắm chị Hồ Tâm ạ. Để em quay lít cho chị xem nhá. Đây lít đây các chị này. Đấy, 29L1 đây, 29P1 và 29C đây, 29S đây. Không biết chị Hồ Tâm đang muốn hỏi dòng lít đời nào chị Hồ Tâm nhở. Để mình quay cho tất cả các bạn cùng xem các dòng xe lít nhá. Đây mình sẽ quay cho anh em mình tổng thể các em mình xem này. Bên mình có bán trả góp không? Xin chào chị Hồ Tâm nhé. Bên em thì hiện tại không có trả góp chị Hồ Tâm ạ. Thì bên em cũng đã thử áp dụng vài lần rồi, nhưng mà do cái chi phí của bên công ty tín dụng nó, cái lãi suất nó cao quá nên là cũng không áp dụng, cũng không hợp lý với khách hàng lắm. Đấy, và hai nữa là nó sẽ đẩy giá thành lên cao nên là hiện tại bên em chưa có áp dụng được trả góp chị Hồ Tâm ạ. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đây, các dòng xe lít đây. Xin chào 85 bạn đang xem nhá. Các bạn nào có câu hỏi nào thì các bạn cứ đặt ra nhé, để Huy cùng đi các bạn cũng giải cùng mình, chúng ta cùng giải đáp nhá. Bây giờ mình chiếu tầng 1 đi. Anh em mình quay cho các bạn xem các dòng xe Ambulance nhá, xong rồi sang nhà 62 mình quay các dòng xe Jeep và quay cho các bạn nhá. Đấy, bây giờ để mình chúng ta sẽ cùng đi tắt điện nhá. Để mình đi tắt điện phát này. Công ty đã bị phạt 50k chết. Đây anh em ạ, xin chào bạn Nguyễn Hiếu HD nhá. Có loại máy mới nào không anh? Máy mới à? Không biết là bạn mình vẫn chưa hỏi hiểu câu hỏi của bạn Nguyễn Hiếu lắm. Xin chào bạn Hà Hoàng Linh. AB đồng thì nó tầm trên dưới 30 triệu một chút bạn Hoàng Hà Linh ạ. Các bạn nào mà đang muốn tham khảo giá bên mình thì có thể vào website bên mình là xemmayhoangkien.com các bạn nhá. Đấy các bạn, nó hơi tốn một tí đi, anh em mình chờ mình một chút thôi. Đây mình chúng ta sẽ đi cũng đi xuống tầng 1 nhá. Bên mình là mỗi lần cho khách xem xong là phải tắt điện đi ấy, để nó tiết kiệm điện nên các bạn thông cảm một tí. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Yến nhá. Nếu muốn mua mà ở xa thì sao anh? Hoàng Yến ơi, nếu mà em ở xa thì anh có thể ship xe cho em nhá. Em mới chiếc xe nào thì em có thể chuyển khoản cho bên anh nhá. Bên anh sẽ xác nhận và sẽ chuyển xe cho em. Đấy các bạn này, biển số 38B1 này, lít rồi mới rất là nhiều các bạn nhá. Bên mình đang nhiều lít mới lắm, biển Quảng Ninh này. Đấy. Hiện tại thì mình đang có mặt tại tầng 2 và đang đi xuống tầng 1 rồi các bạn ạ. Hiện tại là mình đang đi xuống tầng 1 để cho các bạn xem, cùng các bạn cùng xem Ambulance nhá. Đấy, cái tiếng xe xe đấy là tiếng rửa xe của bên mình đấy. Đây cái này, hiện tại mình đang có ở tại tầng 1 đây. Xin chào Đức Chiến nhá. Có được em tầng 15 bạn nhá, để tí mình sang mình quay cho nhá. Đây. Đây này các bạn này, hiện tại mình mới về một chiếc xe NVX đời 2017 các bạn này, rất là mới này, biển 29B1 này. 77965 các bạn nhá. 27 đi 7000 cây. Để cho các bạn là 33 triệu nhá, mới đét các bạn ạ. Đấy, mới lắm. Đây, hiện tại mình đang có mặt tại khu vực nhà tầng 1 đây, để các dòng xe Audi và Jupiter đây. Đấy, đây là khu bảo hành xe bên mình nhá. Xe nào các bạn nào đi có vấn đề gì mà còn bảo hành các bạn cứ mang qua đây nhá. Đấy. Xin chào Đức Chiến nhá. Đây là anh em kỹ thuật đây. Đây là chiếc xe Exciter mình mới mua các bạn này. Wow, nó đã được làm đẹp lên rất là mới các bạn ạ. Màu trắng này giá chỉ rất là tình yêu nhá. Để cho các bạn là 30 triệu 800 thôi các bạn ạ, đời 2016.
biển Hà Nội nhá. Giá rất là hợp lý, các bạn nào ưng thì có thể qua xem chiếc xe này nhà mình nhá, rất là mới các bạn này. Đấy, 30.600.000. Mới luôn. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các dòng xe Jim này. Đây hiện tại mình có chiếc xe Jim 29D2 các bạn này, đấy Jim này. Xin chào bạn xin chào anh Trần Quang Vinh nhá. Đây trong này có rất nhiều các dòng xe mình mới về. Đây cả chiếc xe Jim 29T4 này, 5486 này. À và đặc biệt mình giới thiệu thêm cho xe Enro nhá. Thế là các bạn không móc được đâu ra cái dòng này đâu. Dòng này con này là đẳng cấp luôn. Xe đi có 2,5 vạn mới lắm các bạn ạ. Con này sơn zin trong đèn này, đèn còn trắng búp này. Đấy ra máy này, máy nổ lên êm ru không nghe cái gì luôn. Bên mình đang niêm yết là 9,5 triệu các bạn ạ. Các bạn nào ưng chiếc xe này thì qua xem nhá. Mới lắm các bạn ạ, hai chìa khóa có chìa còn chưa dùng luôn các bạn này. Đấy, con này hàng này là hàng đặc biệt nhá, dành cho những người nào yêu dòng xe này nhá. Đây mình sẽ đi quay cho các bạn xem các nhà xe bên mình còn nhiều lắm. Xin chào 103 bạn đang xem nhá. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy nhiều người xem như thế này. Đây cái dòng xe LED các bạn nhìn bên mình đây này, đen sần này, đủ các loại các bạn nhá. Bạn nào mà đang muốn tham khảo xe bên mình trước thì có thể vào website các bạn này. Đây mình sẽ quay trực tiếp các bạn xem một lúc nhá. Đây website bên mình đây là xemayhoangkien.com các bạn nhá. Đấy. Xin chào 101 bạn đang xem nhá. Bạn nào đang có nhu cầu có thể tham khảo trước vào website bên mình nhá. Bây giờ mình sẽ mời tất cả anh mình sang nhà 62 nhá. À sang nhà 64 đi, 64 để mình quay cho anh em mình xem cái dòng xe Ablade. Cái dòng xe LED đây. Mình quay các bạn xem dòng Way nhá. Đây là mình đang có mặt đèn địa chỉ 64 chủ hàng ở dưới các bạn này. Đấy bên này mình đang để các dòng xe Way rất là nhiều các bạn ạ. Đấy mình vừa uống được ngụm nước vát trôi luôn. Đây mình sẽ quay cho anh em mình xem cái dòng xe Way nhá, biển 90 này. Hà Nam này các bạn này, đấy nhiều lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ lên đây mình quay các bạn xem một dòng xe Way Jim nhá. À đây mình giới thiệu cho anh em vài con Jim ngon nhá. Có bạn nào ở Thanh Hóa không nhỉ? Bạn nào Thanh Hóa thì xem chiếc xe này rất là mới này. Biển số 36B120400. Đời 2011 các bạn nhá, máy zin đét. Cam kết máy nguyên bản cho anh em mình. Đấy, máy nổ căng đét luôn các bạn ạ. Xe còn rất là ngon các bạn nhá. Đây mình nổ cho anh em mình nghe máy này. Có này không? Máy chắc không? Xin chào Lương Thiện nhá. Xin chào Phùng Thùy. Có con Jim Thái nào không anh? Jim Thái thì hiện tại để mình như mình hết rồi sao các bạn ạ? Đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em mình con Jim Việt đời mới 110 nhá. Hôm nay có bạn vừa hỏi mà hẹn chiều quay lại mà chưa thấy điện đâu. Đây hiện tại mình có 3 chiếc xe Jim 110 con này. Chiếc này đời 2014 này. Chiếc màu vàng này đời 2016 này. Chiếc màu đen này là đời 2015 đăng ký 2016 này. Đấy các bạn thấy không? 3 chiếc xe. Thì hiện tại mình có 2 con màu vàng kia là ngon nhất kìa. Sau đấy con màu đen. Con màu vàng này thì hiện tại mình đang bán ra là 17 triệu bạn nhá. Các bạn nhá, 17.200.000. Đấy nhưng bạn nào ưng thì qua đây chiếc xe này mình để cho các bạn là 166 nhá. Rất là mới nhá. Xin chào anh Hoàng Tân nhá. Đây hiện tại mình đang có điện thoại gọi đấy các bạn này. Đấy mình mới được đầu tư con S10 Plus rất là mới. À không phải nhầm một tin nhắn các bạn ạ. Đây mình sẽ quay thêm cho các bạn vài chiếc xe Way này nhá. Đấy có chiếc xe Way biển số 25B1 này, 62507 này, đời 2019 rất là mới các bạn này. Giá yêu thương lắm. Đây. Bên này mình có chiếc xe Jeepson 29D55830 này các bạn này. Đấy mình sẽ quay tổng thể cho nhà xe các bạn xem nhá. Con này là mình đang để cho anh em mình 11 triệu nhá. 29D5 này 5830 bạn nào ưng thì qua đây xem chiếc xe này nhá. Đấy. Rất là nhiều các bạn này. Đây mình sẽ đi quay lần lượt các nhà xe các bạn xem. Và đây hiện tại mình có thêm con Way giá yêu thương nữa 11.800.000 cho một livestream ngày hôm nay nhá. Bạn nào ưng chiếc xe Way này để cho các bạn 11.800.000 nhá. Mới lắm các bạn ạ. Đời 2011-2012 29M1 này 16077 các bạn ạ. Chiếc xe này máy còn rất là tốt nhá. Và có một chiếc xe Way biển 36 này, 36B3 này 02302. Đấy, giới thiệu cho anh em thêm vài chiếc xe cúp nhá. Đây xe cúp đây các bạn này. Rất là nhiều cái dòng xe cúp bạn nhá. Đấy. Hiện tại mình có chiếc xe là 29A64523 đây, biển 23456 các bạn này. Ghép lại phát là thành 23456 luôn. Đấy bên mình đang niêm yết là 11 triệu nhá, đời 2019 các bạn này.
Đấy, bạn nào ưng chiếc xe này thì có thể qua xe, mình sẽ bớt giá cho anh em mình nhá. Để cho anh em mình 10 triệu 600 các bạn nhá. Đây 10 triệu 600 đời 2019 này. 29A645323 các bạn nhá. Đây mình sẽ quay cho anh em mình xem rất là mới các bạn này, đủ các dòng xe luôn. Xin chào chị Triệu Ngọc Bích nhá. Đây mình sẽ đi quay cho các bạn xem các dòng xe Way này. Xì rớt nhá, xì rớt nữa. Đây quay vàng, quay giấy đầu to các bạn này, bên mình rất là nhiều này. Đây là xì rớt các bạn ạ. Đây anh mình cho bạn mình xin 5 phút mình ngồi đây nhá để nói chuyện với anh em nhá. Xin chào chị Ngọc nhá, không biết chị Ngọc đang muốn xem xe gì không chị Ngọc nhờ. Đây hiện tại xì rớt thì mình đang có các dòng xe xì rớt FI này, xì rớt RC các bạn này, xì rớt chế cơ rất là nhiều các bạn ạ. Xin chào 87 bạn đang xem nhá. Mấy hôm nay thì mình cũng hơi mệt một tí. Mình không thể nói to hỏi cho anh em nghe được. Anh em mình nào mà không nghe gió thì có thể comment bên dưới để mình trả lời lại cho anh em mình nhá. Đây mình sẽ đưa cho anh em mình xem các nhà xe bên mình đây. Hiện tại mình mới về một chiếc xe biển 289L1 các bạn này, 30319 đời 2019 đây. Mới lắm các bạn ạ. Có bạn nào đang muốn xem SH hay là dòng xe Liberty AMS hay là Lexus nhỉ? Thì để mình mời anh em mình sang bên bên nhà 52 để mình quay anh em mình xem nhỉ. Xin chào Đỗ Duy Phụng nhá. Xin chào Khánh Huy. Khánh Huy ơi, hiện tại thì anh không còn X210 rồi. Nhưng mà Khánh Huy để số điện thoại nhá, xong rồi tí mình sẽ tìm xem có nào ngon ngon thì mình gửi ảnh cho Khánh Huy xem nhá. Xin chào vợ Duy Phụng. Đấy, xin chào bạn, bạn DZ mình có bạn nhá. Không biết là bạn vợ Duy Phụng đang muốn xem DZ về nào bạn nhờ. Đây hiện tại mình đang quay cho anh em mình xem đây. Bạn Lương Thiện, xin chào Lương Thiện nhá. Lương Thiện đang muốn hỏi là quay cờ có không bạn? Quay cờ à? Quay cờ thì hiện tại bên mình không còn rồi. Bạn Lương Thiện cho mình xin lại số điện thoại nhá. Sau buổi livestream ngày hôm nay thì mình sẽ điện cho Lương Thiện nhá. Hôm nay mình cũng tiếp hơi nhiều khách một tí đây là nó hơi khàn giọng một tí, anh em mình nào nghe không rõ thì bạn cứ comment bên dưới nhá để Huy đi trả lời cho các bạn nhá. Thế bây giờ mình sẽ mời tất cả anh em mình sang bên nhà 52 đi. Sang 52. Lúc nữa khoảng tầm 10 phút nữa mình sẽ sang 52 mình quay hết cho anh em mình xem nhá. Bạn vợ Duy Phụng muốn hỏi là có dây rider không anh? Có luôn bạn vợ Duy Phụng ơi, có một con 25 triệu đời 2014 màu đỏ bạn ạ. Mình vừa về xong bạn vợ Duy Phụng ạ. Duy Phụng để lại số điện thoại nhá, tí mình gửi ảnh cho bạn Duy Phụng xem nhá. Chỉ có 25 triệu thôi, đời 2014 xe còn đẹp lắm bạn Duy Phụng ạ. Xin chào Trọng Hòa nhá. Có con quay tàu tầm 10 triệu không anh? Có luôn. Đấy. Nhưng mà phải tí nữa mình mới quay được cho bạn Duy Phụng. À đây mình ra mình tắt cái chìa khóa, bạn nào để quên chìa khóa điện các bạn này. Xin chào Trung Hòa nhá. Đây để mình xem con nào nó hợp lý để mình giới thiệu cho anh em mình nhở. Đây tầm 10 triệu thì chắc mình chỉ có dòng quay S thôi các bạn ạ. Này hiện tại mình có một chiếc xe biển số 25B1 này, 62507 các bạn này. Đấy. Wow. Ok bạn vô Duy Phùng nhá, để tí nữa mình sẽ bên mình sẽ có bộ phận gửi ảnh cho bạn nhá. Chị bạn nhớ là chiếc xe Rider màu đỏ nhá, đời 2014 các bạn ạ, chỉ có 225 triệu thôi. Giá rất là hợp lý các bạn nhá. Đây. Ồ, không ai trong nhà mình các bạn ạ. Để. Đây mình quay trực tiếp cho anh mình xem này. Để tí nữa mình bảo chị Na. Xin chào Lương Thiện nhá. Quay dép son đây bạn. À đây có mình có con quay dép son này các bạn ạ. Để mình quay anh em xem nhá. Đây quay dép son đây. Em chào anh Lương Thiện nhá. Đây quay dép son này. Đấy, xin chào bạn. Ok bạn vô Duy Phụng nhá. Đây các bạn này.
quay dép son. Xin chào bạn Kệ. Kệ ơi, Kệ ơi, anh có con The Gym để cho em 19 triệu đợi Kệ ơi. Đây Kệ ơi. Đây anh ơi, con The Gym này ngon lắm đợi. Kệ này đời 2011, Kệ này máy phiên bản như thế này. Biển 36B1 này 20400 Kệ ạ. Mới lắm Kệ ạ. Đấy bên anh để cho Kệ 18.800.000 Kệ nhá. Đấy, xin chào anh Lương Thiện. Đây anh Lương Thiện ơi, để em xem lại con xe này thôi, hình như em báo giá nhầm. Anh Lương Thiện chờ em tí nhá, để em search website xem bên đang niêm yết cho xe này là bao nhiêu tiền nhá, thì em sẽ cho anh Lương Thiện giá tốt nhất và yêu thương nhất nhá. Đây các bạn chờ mình một tí nhá. Đây chiếc xe này xem biển số bao nhiêu. 5830. 5830. Ồ, chiếc xe này bên em đang niêm yết là 11.800.000 anh Lương Thiện ạ. Còn anh Lương Thiện ưng thì em sẽ bớt anh Lương Thiện 600 nhá, cho nó lộc nhá. Để cho anh Lương Thiện là 11.200.000 anh Lương Thiện nhá. Đây anh Lương Thiện này, vành đúc anh Thiện Lương Thiện ạ. Quay dép son vành đúc 11.200.000 anh Lương Thiện nhá. Đây. Đây rất là mới ạ. Ok anh, kệ muốn hỏi The Gym biển Hà Nội à. Đây, để anh xem đây có con này biển 29K1 đây, nhưng mà 26435 nhưng mà máy nó lại có chạm nhẹ rồi bạn kệ ạ. Nên nó vẫn trên 20 triệu kệ nhá, đời 2013. Đấy. Hay là kệ cứ kệ thôi nhỉ, không sao đúng không kệ, máy chạm một tí không sao đúng không kệ. Đấy, con này là máy nguyên bản này kệ này. Đấy. Đây là đây các dòng xe quay đây kệ ơi. Xe quay đây. Bây giờ mình sẽ mời anh em mình đi vào xem cái dòng xe thế nào. Trong này mình xem có con nào giá yêu thương cho anh em mình sinh viên nhé. Xin chào Tất Thành. Có con nào khoảng 10 triệu không anh? Ok có luôn Tất Thành ơi, có con Honda CV City này. Honda City bên anh đang bán là 8 triệu thôi bạn Tất Thành này. Đấy 33K5 này 1782 này. Kệ ơi con biển 36 đổi biển được kệ nhá. Đổi về Hà Nội luôn, mình rút hồ sơ được mà. Nói chung là nếu mà kệ lấy thì anh để cho kệ là 18.800.000 này cộng với 1.500.000 triệu đến 1.600.000 tiền rút hồ sơ kệ nhá. Đấy nó rút hồ sơ về tên kệ luôn cho kệ đi đăng ký biển Hà Nội. Xin chào Phương Nguyễn. Bạn Phương Nguyễn là muốn hỏi là xe 11.800.000 rồi về Cần Thơ được không? Được anh chị Phương Nguyễn nhá. Chị có thể comment sang bên em, xong rồi chuyển khoản sang bên em, thì bên em sẽ gửi xe vào cho chị nhá. Đây em này quay, em coi lại chiếc xe Zepson 11.800.000 này. Nhưng mà bớt còn là 11.200.000 thôi nhá. Giá tình yêu cho anh em mình cho nó vui vẻ. Đấy, xin chào chị Phương Nguyễn nhá. Đây quay Zepson. Nó gọi là quay Zep shop đấy. Còn mới lắm các bạn ạ. Xe còn đẹp lắm, nói chung là xe nó còn nhìn nó còn hình hài, nó còn vuông vắn. Đấy. Nhìn nét nào ra nét đấy, nó khung sườn chắc chắn các bạn ạ. Vành đúc phanh đĩa thụt vàng. Đổi về biển tỉnh thì bao nhiêu ạ? À hôm nay để mình thì tư vấn cho anh em mình các thủ tục đổi biển nhá. Thế đối với biển Hà Nội biển tỉnh sang Hà Nội ấy thì về chi phí ấy thì thứ nhất là mình sẽ tính về tiền rút hồ sơ này. Đối với tùy từng tỉnh thôi, nó sẽ dao động khoảng tầm 1.500.000 đến khoảng tầm 2 triệu các bạn nhá. Còn về tiền biển ấy, từ ví dụ xe dưới 30 triệu thì tiền biển sẽ là 2 triệu này, ví dụ như con Jim của bạn Kệ nhá. Thì sẽ mất 1.500.000 thì rút hồ sơ này. 2 triệu tiền biển là 3.500.000 này. Tiền thuế 5% nó khoảng tầm 1.500.000 nữa. À khoảng tầm 5 triệu kệ nhá. Khoảng tầm 5 triệu là tất cả tổng chi phí về Hà Nội chính chủ tên mình kệ nhá. Xin chào Trần Đức Anh. Số điện thoại của em là bao nhiêu, cho anh số Zalo ấy nhé. Anh Hạnh ơi, số điện thoại của em là 0834 anh Hạnh ạ. 88893. Đấy, em đọc lại cho anh Hạnh nhá, là 0834 anh Hạnh nhá. 0834888893. Xin chào anh Tuyên nhá. Anh Tuyên khỏi tay cho anh Tuyên ơi. Xin chào bạn Phương Nguyên nhá.
Chị Phương Nguyễn ơi, em bớt nhiệt tình nhất có thể rồi nhá. Trong giá buổi livestream ngày hôm nay là giá tốt nhất ạ. Là 11 triệu 200 cho chị Phương Nguyễn nhá. 29i5 này, 5830 là 11 triệu 200 là giá tốt nhất chị Phương Nguyễn nhá. Xin chào 72 bạn đang xem nhá. Các bạn nào đang ưng chiếc xe nào thì cứ comment bên dưới nhá. Em Huy đây, anh Tân ơi, à anh Tuyên ơi. Anh Tuyên nghỉ lâu thế. Tay đã đỡ chưa anh? Đây mình sẽ quay cho anh mình xem thêm vài chiếc xe Dream bây giờ. Mình có một con Dream 110 mới lắm các bạn ạ. Dream 110 biển số 29H1 các bạn này, đời 2016 màu vàng này, dành cho anh em mình thanh niên nào đi chiếc xe Dream này rất là ngon này. 71370 các bạn ạ. Rất là mới nhá. Đời 2016. Đấy, giá hợp lý là 17 triệu 200 nhưng để cho các bạn là 166 thôi. Đời chót các bạn ạ. Đây là anh Đức của mình này đấy. Chưa có vợ đâu. Anh Trần Đức Hạnh ơi, 0834 4 8 anh ạ, thiếu 2 số 8. Thiếu 2 số 8 anh Hạnh nhá. Ok anh Tuyên nhá. 0834 8 8 9 3 anh Hạnh ạ. Đây là số điện thoại của mình nhá, mình tên là Huy các bạn nhá. Tình thương của mẹ. Trên. Xin chào 60 bạn đang xem nhé. Các bạn nào có hỏi nào đặc biệt hay là hay các bạn hỏi mình nhờ để mình trả lời các bạn nhờ. Anh nào có muốn mình dạy các bạn xem xe không? Đấy, cả con Z-Sup này mới lắm các bạn này. Thì xe mình mua đấy. Xin chào 60 bạn đang xem nhá. Có anh em nào đang hỏi là đặt ra không nhờ? Để mình cùng đi, mình cùng giải đáp cho anh em mình nhờ. Thì nếu anh em nào xem EH nha, mình sang nhà 52 mình quay EH cho anh em mình xem nhá. Mình đang có con EH nhập ngon phết đấy, 101 rồi. Đây để mình quay nhà xe. Hiện tại là mình đang có địa chỉ, mà địa chỉ là 64 các bạn ạ, 64 Chùa Hà Cầu Giấy. Đấy, bên này thì mình đang để các dòng xe Way và xe số. Đấy, còn bên nhà 52 thì mình đang để SH Liberty LX các bạn ạ, đời cao. Đấy, thì tí mình sẽ sang mình quay cho anh em mình xem nhá. Cố gắng lên đây anh em mình cứ một tuần mình lên vài lần, mỗi lần một tiếng để cho anh em mình chia sẻ trao đổi kinh nghiệm. Xin chào. Xin chào 50 bạn đang xem nhá. Đây này các bạn này, các bạn này, anh Thiệp bên mình này, các bạn nào mua xe với anh Thiệp không? Đây là anh Thiệp bên mình đây này các bạn này. Bây giờ mình tự nhiên mình mệt thế nhỉ. Để mình ra mình quay cho anh em mình sang xem EH nhá. Bây giờ mình thấy thấm mệt rồi đấy. Xin chào 48 bạn đang xem nhá. Trong này mình nói ít quá anh em mình xuống hết này chết. Xin chào Kệ nhá. Kệ ơi có anh có mỗi đợt xem này ngon rồi kìa. Xe anh mua ngon lắm. 36B1 này, 204 00 này Kệ này. Mình bên anh chỉ có vài con thì thôi Kệ ạ. Xin chào Lương Thiện nhá. Để 3-4 hôm nữa thu xếp tôi alo bạn. Vâng ok anh Lương Thiện nhá. Xin chào bạn Thọ Ca Văn Thơ nhá. Cho xem X. Đây. Các bạn mình khách mình đông không? Dìm béo đi chất lắm các bạn ạ. Đấy thì anh đang bán hàng rồi đấy. Đây mình sang nhà 52 mình quay hát cho anh em mình xem nhá. Đấy hiện tại mình đang có mặt địa chỉ con phố Chùa Hà, địa chỉ 52 Chùa Hà Cầu Giấy. Đây là Vinson 219. Đây là địa chỉ của mình này. Đây, rất là mới các bạn ạ. Đây là Hoàng Đại Nhân ạ. Đây mình sẽ đi để cho anh em mình xem các dòng xe SH của mình nhà 52 nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại con phố Chùa Hà đây. Đây, xin chào các bạn nhé, hiện tại cơ sở chính bên mình là địa chỉ 52 Chùa Hà Cầu Giấy đây. Đây các bạn này, đây là mình đang có mặt tại địa chỉ chính là 52 Chùa Hà Cầu Giấy các bạn nhé. Trong này mình đang để các dòng xe Janus này, Grand này, SH này rất là nhiều các bạn này. Đây là cơ sở chính bên mình nhá, bạn nào đến mua xe này có thể qua trực tiếp bên mình này, địa chỉ 52 Chùa Hà Cầu Giấy. Tòa nhà 7 tầng to các bạn này, đó, nét căng này. Đây là anh Hiếu bên mình nhá, xin chào các bạn nhá.
Xin chào 52 bạn đang xem nhá. Đây là, ôi anh em mình quảng cáo thêm cho anh em mình con xe da nớt này mới test các bạn ạ. Màu trắng tinh khôi, trắng như ngọc trinh luôn. Pha chút gọi là xanh đẹp luôn. Các bạn nhìn này, mình quay anh em xem từng con ốc nhá. Anh em nào đang mua xe mới thì từ bỏ ý định nhá, sang đây xem chiếc xe này, còn không phải xem mua xe mới luôn, tốn tiền các bạn ạ. Đây các bạn này, nhìn được cái xi nhan này các bạn này. Ui đẹp, đẹp lung linh, đẹp không tí vết luôn. Các bạn thấy không? Đấy, còn đấy ốc này, từng con ốc này, ốc mới đét các bạn ạ. Đấy, xin gái không? Đấy. Mình sẽ quay cho anh em mình tổng thể chiếc xe này, các anh em mình xem nhá, xem nó có đẹp không nhá. Giá tình yêu luôn các bạn ạ. Thấy không, mới không? Đấy. Wow, mới đét đi. Đi 66 cây anh em nhá. Anh em mình thấy nó khủng khiếp chưa? Đấy các bạn này. Các bạn ấy nhìn thấy mới không? Hai gương, chìa khóa đầy đủ. Hay là tí nữa mua cho vợ nhỉ? Bạn vợ đâu rồi, có thích không để tí nữa mang về cho nào? Hôm nay không thấy bạn vợ lên xem. Để anh mình quay anh mình xem chiếc xe này nha. Đi 66 cây các bạn ạ. Vừa mua xong xe trúng thưởng mà. Mới cứng luôn. Đây mình quay anh em mình nha này. 66 cây. Không mua thì mua xe gì đúng không? Tí nữa mua cho bạn vợ luôn, để tí nữa hỏi xem bạn vợ có thích không mua luôn. Con này không mua thì mua xe gì đúng không? Mua này là lố, là không bán được, là sau này bạn vợ vẫn có xe đi, không bị mất. Ui các bạn nhìn này. Mua về không thèm đăng ký luôn các bạn ạ, mới cứng. Này, sổ bảo hành, sách hướng dẫn đầy đủ, full bốc các bạn ạ. Wow, mới thế nhờ. Đăng ký xe này. Trời ơi, không mua thì mua xe gì? Anh em mình không mua thì mua xe gì? Ui, KI29 luôn các bạn này. Sản xuất 29 luôn các bạn nhá. Có anh em nào thích mua da nớt không nhờ? Để không thì để mình lấy cho vợ đây. Ui, mà nhìn các bạn nhìn thấy đẹp không? Để tí nữa mình hỏi bạn vợ một câu, qua bạn vợ một câu xem bạn vợ có thích không đã. Đây các bạn nhìn này. Wow, nhìn thấy không? Mới từng con ốc các bạn ạ. Đấy các bạn này, mình sẽ quay anh em xem nhá, xem mới nó phải như thế này này. Đi 66 cây các bạn ạ, như là xe trong hết ra luôn. Xi nhan này. Ốc phanh các bạn này. Đấy. Màu trắng tinh khôi các bạn nhá. Như mới luôn. Đây mình sẽ quay ký cho anh em mình xem chiếc xe này nhá, để bạn nào đang có nhu cầu mua xe mới thì có thể qua xem chiếc xe này luôn nhá. Đấy, cái này bạn để ốc rất là mới các bạn này. Xe không một giọt sơn luôn. Anh ơi. Con này chưa đăng ký anh ơi. Đi 66 cây. Đấy, anh cũng đang hỏi giá nước đây các bạn này. Xe đẹp không tì vết luôn. Xin chào Dũng Quang Bùi nhá. Con này có cần biển không bác? Có chứ. Con này thì mình đang mua xe mới nên đang có hóa đơn với lại là phiếu xuất xưởng rồi bạn ạ. Bây giờ bạn mua thì đăng ký vào tên bạn luôn nhá. Coi như là bạn mua xe mới Dũng Quang Bùi nhá. Con này coi như là Dũng Quang Bùi mua xe mới luôn nhá. Đi 66 cây này các bạn này. Con này là người ta trúng thưởng ấy, xong người ta không dùng ấy, người ta bán lại cho mình thôi. Còn bạn nào mua con này là được lợi mấy triệu luôn các bạn ạ. Xong xe mới luôn. Mới lắm các bạn này. Đây. Các bạn thấy mới không? Nguyên bản 100% luôn. Chỉ đi mới có 66 cây thôi các bạn ạ. Đây mình bật lên các bạn xem nhá. Đấy, 66 km các bạn này. Là xe mình chỉ đi từ hết đi về thôi, chứ mình không có đi đâu cả các bạn nhá. Đây, còn đây là các dòng xe Noza Grand bên mình các bạn này. Đấy, bên kia trong kia là khách hàng bên mình đang hỏi mua xe. Bên kia là chị Na. Trong này là các dòng xe SH nhá. Đây mình quảng cáo qua một chiếc xe SH bên mình nhá. Mình đang có một chiếc xe SH đời 2011 này. Được gồm Mickey này, màu xanh các bạn này. Bên mình đang nghĩ là 110 triệu đây. Rất là mới nhá. Đời 2011, khóa thông minh 125cc các bạn ạ. Đấy, còn đây là các dòng xe Grande này. Này bên mình đang bán là 26 triệu các bạn này, đời 26 nhá, biển 35 này. 35B2 10192 này. Giá là 326 triệu các bạn nhá. Rất là mới các bạn ạ. Đây mình sẽ quay tổng thể xe cho anh em mình xem nhá. Con da nớt này mới nhá. Anh em nào mua xe mới mua luôn con này nhá. A Blade 2010 giá thế nào anh? À, thật Nguyễn ơi, A Blade 2010 thì bên mình dao động khoảng tầm từ
20 nhá, đến khoảng tầm 30 triệu bạn Thần Nguyên nhá. Đấy, trong khi là anh Kiên các bạn ạ. Đấy anh Kiên đấy các bạn ạ. Xin chào. Đây các bạn ơi. Hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ 52 đây, trong này để các dòng xe AH rất là nhiều các bạn nhá. Để mình vào đây mình quay cho anh em mình xem các dòng xe Liberty ABS nhá, các dòng xe SH đời cao này. Rất là nhiều các bạn ạ. Xin chào 44 bạn đang xem nhá. Anh em mình có hỏi này thì các bạn cứ đặt ra nhá. Đấy chị Anh đấy. Đây mình sẽ quay cho anh em mình xem các dòng xe Liberty LX này. Đấy, đây kia là chị Huyền các bạn thấy không? Đấy còn kia là chị tự nhiên lại quên tên các bạn ạ. Thế mới đều. À kia là chị Nhung các bạn ạ. Đây để mình quay anh em mình xem cái dòng xe SH. Đây không, đây là địa chỉ cơ sở 52 Chùa và cũng là cơ sở chính bên mình các bạn nhé. Đây mình sẽ quay tổng thể cho anh mình xem này, Liberty ABS này, SH này. Bên này mình toàn xe đẹp thôi. Xin chào 43 bạn đang xem nhá. Đấy xe đẹp là mình phải giấu hết về phút cuối các bạn ạ. Đấy, xe đẹp là về phút cuối là mình sẽ cho anh em mình xem. Đấy người ta gọi là cờ bạc ăn nhau về phút cuối mà đúng không anh em. Xin chào bạn Lân Vũ nhá. Cho mình xem con SH Việt Form nhập đi bạn. Việt Form nhập à. Để tí mình kiểm tra lại xem có con không bạn Lâm Nguyên nhá. Bạn Lân Vũ nhá. Đây coi cái nào muốn S1 không? S1 bên mình đang nhiều lắm các bạn ạ, rất là nhiều này. Chưa có một kia có một con màu trắng đang đi có 1000 cây các bạn ạ, đời 2017 xe mới lắm. Bên mình đang để cho các bạn là 54 triệu nhá. Xin chào Lân Vũ. Ok để tí mình kiểm tra xem Lân Vũ nhá, hình như là mình còn một chiếc màu xanh không biết là con đấy là nhập hay Việt mà mình cũng chưa để ý lắm, hình như là con đấy là xe Việt, xe nhập nguyên bản rồi ạ. Xin chào 37 bạn đang xem nhá. Xin chào bạn Lê Văn Phước. Lê Văn Phước muốn hỏi là SH Việt 150 đời 2017 thì bao nhiêu nhỉ? Ô Lê Văn Phước ơi, mình đã có một con SH 150 ABS đấy, 2017 màu trắng các bạn ạ. Mình đang niêm yết là 93 triệu bạn Lê Văn Phước nhá. 150 ABS. Đấy đi nhưng mà con này đi ít lắm, con này đi có 7000 cây thôi bạn Văn Phước ạ. Nếu bạn ưng thì để mình để cho bạn là 92 triệu bạn Lê Văn Phước nhá. Còn nếu mà 150 mà bản CVF thì nó dao động khoảng tầm trên 80 triệu bạn ạ. Còn tầm 85 86 triệu thì đấy Lê Văn Phước nhá. Để mình qua cho Lê Văn Phước xem này, cái dòng xe bên mình này. Đấy bạn nào có hỏi nào thì mình cứ đặt ra nhá. Hôm nay Huy sẽ cùng các bạn đi trả lời nhá. Mình cũng rất là. Đây các bạn cho mình xin một phút nhé để mình kiểm tra lại hình như mình có tin nhắn. Đây anh em mà đang có câu hỏi là mình cứ đặt ra nhá. 5, 2. Đây anh Kiên đang mua xe kia các bạn kìa. Đây bên mình là tất cả những đầu vào là sẽ có để anh Kiên thẩm định hết các bạn nhá. Về chất lượng xe cũng như là về nguồn gốc an ninh xe. Đây là sẽ đảm bảo cho các bạn là chọn đời xe nhá. Trong trường hợp có tranh chấp gì bên mình sẽ gửi các bạn đủ tiền. Đấy về cái chế độ bảo hành là sẽ có bảo hành máy móc là 1 năm đối với những dòng xe tầm trên 10 triệu, dòng xe giá trị cao. Đấy còn ắc quy là bảo hành sẽ là bảo hành cho mình 6 tháng nhá. Và bao test cho mình 7 ngày. Trong vòng 7 ngày nếu mình đi mình cảm thấy không ưng ấy thì mình có thể quyền đổi xe khác nhá. Bên mình sẽ không tính khấu hao cũng sẽ không trừ tiền của các bạn nhá trong vòng 7 ngày nhá. Đấy các bạn ạ. Đây để mình sẽ qua cho anh em mình xem này. Để các bạn chờ mình một chút nhá để mình kiểm tra lại cái chế độ. Đây các bạn thấy không? Xin chào bạn Đình Việt nha, xin chào Nguyễn Duy Hưng. Nguyễn Duy Hưng đây mình sẽ quay Liberty cho các bạn Nguyễn Duy Hưng xem này. Hiện tại thì bên mình đang có các dòng xe ABS rất là nhiều các bạn này. Đấy. Thì hiện tại bên mình đang có một chiếc xe đời 2017. Các bạn ạ. Đời 2018-19 luôn. Mình sẽ quay cho anh em mình xem con Liberty 2019 nhá. Bên mình đang niêm yết là 47 triệu các bạn này. Mà trong buổi livestream ngày hôm nay anh làm ưng để cho anh em mình 46 nhá.
2019 màu đen sần. Rất là mới các anh này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Hưng nhá. Đây mình quay anh em mình xem chiếc xe biển số 29X1 nhá, 77014 này. Đấy và các dòng xe là 47 triệu nhá, để anh em mình 46 nhá. Và có một chiếc xe màu xanh. Mình đang bán là chỉ có 37 triệu 800 thôi các bạn ạ. Đây, đợi ai khởi. Xin chào Đinh Việt nhá. Đây là E2, mình đây có chiếc xe E1 với mình mới về các bạn này, 29E2 này, 24910 này. Đi đời 27 mà mới đi có 1700 cây thôi. Rất là mới các bạn ạ. Mình đang niêm yết là 54 triệu nhá. Anh em nào ưng thì để cho anh em mình 54 triệu nhá. Đây mình quay anh mình xem vài cái dòng xe khác nữa. Các bạn chờ mình một chút nhé. Đây. Mình sẽ quay cho anh em mình xem vài dòng xe SH. Xin chào bạn Dương Mạnh Hùng. Bạn Dương Mạnh Hùng hỏi là SH đời 2025, đời 2017, 2016 giá bao nhiêu anh? Bạn Mạnh Hùng ơi, đời 2017 thì là form mới nhá, thì giá 125 thì nó rơi dao động khoảng tầm từ 72 nhá đến khoảng tầm 76 triệu bạn nhá. Đấy là đối với những dòng xe SH đời 2017 form mới bạn nhá, biển Hà Nội. Còn đối với biển tỉnh thì nó dao động khoảng tầm 64 đến khoảng tầm 67 triệu bạn nhá. Đấy các bạn chờ mình một chút. Đấy anh em nào mình đang muốn hỏi xe nào thì các bạn cứ comment nhá. Mình sẽ trả lời đầy đủ cho các bạn. Đây mình sẽ quay hát cho các bạn xem này. Xin chào Việt nhá. Đây mình search xem có con nào nó hợp lý xem có nào để giới thiệu cho anh em mình nhờ. À đây rồi. Anh em mình là có muốn mua SH giá hợp lý không? Bên mình đang có con biển 98E1 này, 61126 là biển đẹp này. Dương Mạnh Hùng ơi, không biết Hùng đang ở đâu Hùng nhờ? Hùng có ở Bắc Giang, Bắc Ninh không? Thì con này đang giá hợp lý lắm Hùng ạ. Bên mình đang để là 70 triệu 500 thôi. Đấy bạn nào ưng thì qua xem chiếc xe này nhá, chỉ có 70 triệu 500 thôi các bạn ạ. Xe đời 2018, xe mới cứng mới đi có mấy nghìn cây, thụt 7 màu luôn các bạn ạ. Đây để mình quay ký cho anh em mình xem chiếc xe này nhá. Đây các bạn chờ mình một chút. Đây để mình xem giá chuẩn nhất cho. Để xem là bớt được cho anh em mình bao nhiêu tiền này, anh em mình qua lấy chiếc xe này cho nó mới nhá. Xe còn ngon lắm các bạn ạ. Đây anh em mình chờ mình một chút nhá. 61126 biển rất là đẹp các bạn ạ. Đây rồi. Trong buổi live stream ngày hôm nay nhá, nếu anh em nào ưng chiếc xe này nhá, mình để cho anh em mình là 69 triệu 800 nhá. Biển số 998H1E1 này, 61126. Xin chào bạn Dương Mạnh Hùng nhá. Ok Dương Mạnh Hùng có thể lấy chiếc xe này để về rút hồ sơ nhá. Về biển Ninh Bình cho nó rẻ bạn Hùng ạ. Thì để cho Hùng là 69 triệu 800 Hùng nhá. Đấy, rất là mới các bạn ạ. Để mình quay cho anh em mình xem thêm vài con nữa nhá. Hôm nay mình cũng khá là thấm mệt rồi. Thì cũng lên đây để chia sẻ cùng anh em mình. Anh em nào mà đang có mình không trả lời kịp thì anh em thông cảm nhá. Đấy. Xin chào 3232 bạn đang xem nhá. Ồ. Cũng chuẩn bị đến giờ là mình phải đi làm công việc riêng của mình rồi. Thì trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi live buổi live stream của mình ngày hôm nay nhá. Thì bạn nào đang có hỏi thắc mắc nào trong buổi live stream ngày hôm nay hoặc là sau buổi live stream ngày hôm nay mà bạn nào có hỏi thắc mắc nào các bạn cứ comment nhá. Thì Huy sẽ đi tìm soát lại thì Huy sẽ trả lời cho các bạn. Đấy thì rất là vui được gặp lại các bạn. Xin chào bạn Lân Vũ nhá. Cho mình xem form nhập đi. Lân Vũ ơi, hiện tại thì form nhập thì như là hiện tại bên mình không còn ở Lân Vũ ạ. Lân Vũ tí nữa mình sẽ soát lại nhá, xem có chiếc xe nào mà còn tốt ấy thì mình sẽ gửi trực tiếp hình ảnh cho bạn Lân Vũ xem nhá. Xin chào bạn Nguyễn Trung Vinh nhá, xem NVX 155 đi anh. Nguyễn Trung Vinh ơi, hiện tại thì mình còn rất là nhiều NVX 155 đấy. Thì hiện tại thì mình lại đang ở tầng 1 mất rồi, thì mình đang để trên tầng 5 cơ. Thì bạn Nguyễn Trung Vinh nhá, bạn Trung Vinh để lại số điện thoại giúp mình nhá. Rồi mình sẽ gửi link cho bạn xem NVX 155 bên mình nhá. Hiện tại thì mình đang có một chiếc xe đời 2018 này, phiên bản 155 ABS, mình đang niêm yết là 42 triệu. Mà đời 2018 còn rất là mới bạn Nguyễn Trung Vinh ạ. Thì nếu bạn Trung Vinh ưng thì mình sẽ để cho Trung Vinh là 41 triệu Trung Vinh nhá. Đời 2018 màu đen sần Trung Vinh ạ.
Đấy thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream của mình ngày hôm nay nhá. Thì hôm nay thì mình Huy cũng xin phép các bạn là mình xin được dừng lại tại đây. Đấy. Thì có thời gian thì Huy sẽ cùng lên đây để chia sẻ cùng các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá. Xin ok bạn Nguyễn Đức Anh nhá. Cảm ơn bạn nhá. Pekka Pramia này, Nguyễn Đức Anh này, đây mình quay nốt lại vì có bạn Nguyễn Đức Anh hỏi Pekka Pramia thì mình sẽ quay nốt cho bạn Nguyễn Đức Anh xem này. Đấy, hiện tại mình có màu đỏ biển 90 này, màu xanh các bạn này, màu đen này. Đấy, rất là nhiều cái dòng xe Pramia các bạn nhá. Thì giá dao động khoảng tầm từ trên dưới 30 triệu bạn Đức Anh nhá. Rồi, xin cảm ơn các bạn nhá. Thì lần sau buổi livestream lần sau thì Huy sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho các bạn. Thì các bạn nào đã có hỏi thắc mắc nào các bạn cứ comment bên dưới nhá. Thì nếu Huy xong công việc thì Huy sẽ soát lại nhá. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá, buổi tối thật là hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá.